Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ hai. Buổi sáng, các đại biểu làm việc tại hội trường, nghe các tờ trình dự thảo nghị quyết, báo cáo kết quả thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đến dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân, lãnh đạo Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố và đại biểu cử tri ở cơ sở. Mở đầu phiên họp buổi sáng, ông Hoàng Văn Kiên, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trình bày tờ trình về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh. Tờ trình về việc ban hành nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2023. Tờ trình về việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tờ trình về việc sửa đổi phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tại tiểu mục 15 mục A. Quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh kèm theo Nghị quyết số 35 ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tờ trình ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ông Đặng Đức Tân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2024, tờ trình về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Định, trưởng ban Kinh tế Ngân sách trình bày báo cáo kết quả thẩm tra của ban Kinh tế Ngân sách. Ông Phạm Minh Thường, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã nghe ông Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y trên địa bàn tỉnh. Tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi khoản 9 điều 1 nghị quyết số 124 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định việc xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn tỉnh không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 có hiệu lực. Ông Đinh Công Toản, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tờ trình ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng trên địa bàn tỉnh. Tờ trình ban hành nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, phê duyệt tổng số biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, quyết định số lượng hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế, quyết định số lượng cán bộ công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2024, tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Ông Phạm Hồng Thái, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra của ban pháp chế. Bà Phạm Thị Phương Hạnh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự phòng, dân số trên địa bàn tỉnh.
Tiếp đó, ông Lâm Xuân Phương, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo nghị quyết số 130 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và hỗ trợ một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa được quy định tại Nghị định số 20 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Bà Lê Thu Hà, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội.